ta ăn nóng mà người, chứ ăn mà nguội nó tanh lắm, dở. Ngon dễ ăn, mọi người nhé, cơm lúc lâu mình làm nó mình ăn. Ăn với bún cũng ngon mọi người, nhưng mà mình thích ăn cái kiểu này không? Không thích ăn bún. Bỏ
cái hàng loại cũng không tốt, dễ bị hút lắm. Chỉ có hai đứa mình ăn thôi mà chứ không phải là nhiều người á, nên tụi mình lấy đũa mình gấp luôn. Chứ nếu mà mình đi ăn nhiều người á là mình phải lấy cái vá rồi mình múc chứ không có gấp kỳ kỳ đó, nên
vá này kia đó mọi người. Tại vì vá thì để mình hút nước thôi, còn mình ăn cái á thì mình chỉ cần tế đổ một gặp trong nhà của hai đứa ăn, chứ không có người khách hay người lạ gì đó, nên cũng không sao hết. Mọi tâm cảm nha. Ờ, cái lỗ ra thì nó rất là cũng rất tốt rồi. Quên ăn vô tâm. Quên ăn bỏ lên. Đi ra ngoài ruộng muối mọi người, tại mình đang ở Vũng Tàu á, cho mình mới quay cho mọi người coi cho đẹp. Còn ví dụ mấy cái món mà mình nấu ở nhà này thì mình sẽ nấu ở nhà mình muốn phân mọi người coi bột nướng, chắc mình đi ra đó nướng rồi này kia quay cảnh cho mọi người coi đẹp lắm. Trứng nha. Chứ nhỏ nhỏ ăn là đỡ ngán luôn đúng không? Ừ, mà ngon, trứng nó non, già quá, con lớn mà không sợ. Thôi già quá chứ không có gì. Trứng lớn thôi, video tới đây nó dài ha. Chào tạm biệt mọi người. Thôi, nay mời mọi người dùng nó bầu từ lỗ trong bầu với hai đứa mình. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người dành thời gian quý báu của mình ra xem hai đứa mình ngồi ăn nha. Mời yêu thích thì cho mình xin một subscribe, nhấn chuông kế bên và chia sẻ video giúp mình, hai đứa mình có động lực làm ra những video mới.